Xin chào quý anh chị và các bạn quay trở lại kênh em đặt Sài Gòn để du lịch. Tại đã có mặt bên hàng heo quay Kim Mai, hôm nay có đây tiếp tục quay heo và làm những gì để tự đến quý bạn cùng đón xem nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Thủ Tứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Bánh mì heo quay 15.000 một hộp nhé cả nhà. Chuẩn bị 15.000 đi. 15.000 khói không chú? Bánh mì không cay, cắt làm đôi giùm em.
thịt chặt nhỏ em. Được rồi, lấy cái ngon chặt cho anh. Cái gì
được làm cái gì ở liên tục, khách mua hết rồi. Cái gì?
mua cục ba gọi ha. Lấy cục ba gọi. Lấy cục ba gọi đi. Cục nào? Lấy cục có hai chồng ăn à, lấy cục này lên. Chặt mấy cái thì nó lên đây rồi. Nước chan nhiều. Ổ 30.
bên đây chị gái này ổn miệng quá, không có lo. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé.